Bạn thợ, bạn hãy dùng hết lực vào đôi bàn tay, nhấn thật mạnh vào bàn chân của bạn khách. Nào, 1, 2, 3. Trời, anh Phát, để đó đi em làm cho, về nghỉ ngơi đi. Thôi, anh nghỉ mấy ngày rồi, nằm riết, bệnh thêm á. Ơi, đừng có lo, cái đầu của nó cứng lắm. Con coi cái đầu của nó cứng đến cái độ mà bình bông đập đầu nó cái bóp. Bình bông bể làm đôi, nhưng mà đầu nó còn nguyên. Ông ngoài ngồi nha. Nịnh tôi hả? Dạ. Nhân viên nói không nghe, nghe không? Rồi để cho ngoại nói, ngoại chí lên đầu rồi tới chừng đó mới nghe. Ngoại ngồi đi ngoại. Ừ. Thôi, em vô làm việc tiếp đi. Ngoại, con khỏe lại thiệt rồi mà. Nằm ở nhà riết mệt hơn á. Trời ơi. Anh thấy nào nói vậy chứ ngoại sốt ruột lắm, con biết không? Trời ơi, cái mặt mũi cho ngoại tôi đẹp trai như vậy nè, mà nở lòng nào nó lấy cái bình bông nó sáng lên đầu một cái bóp vậy đó. Ừ, trời ơi thiệt tình. Dạ không sao, chuyện cũng đã qua rồi, con cũng không có trách gì Linh đâu. Ôi nhưng mà tại biết sao không? Tại nó thương con quá trời quá đất. Nó yêu quá đồ nó kèm không được nó mới làm như vậy. Thôi tha thứ cho nó đi. Chứ má nó đã đưa nó về Úc hay về Ý gì rồi, chứ cái tính tình nó mà để đây không biết nó gây chuyện gì nữa đó. Chứ lại trước khi nó đi, nó có nhờ ngoại nói với con là nó gửi lời xin lỗi. Hèn. Dạ, không sao đâu ngoại. À, sáng giờ ngoại có gặp Hạnh không? À, con Hạnh hả? Ngoại ơi! Ngoại! Trời đất! Ngoại ơi! Con nó Linh dễ sợ, phải nhắc tiền nhắc bạc mà được như nó. Thì mới có nhắc tới Hạnh cái là có Hạnh liền à. Con! Dạ. Cái tiệm này đẹp không? Mà con gái cái tiệm này xuống nào cũng dễ thương. À, mấy cháu ơi. Dạ. Trời ơi, con nó dạ dễ thương quá trời quá đất. Trời ơi sao biết con đẹp quá vậy. Nè bữa nay tự nhiên cái ngoại cũng muốn làm đẹp hà. Ngoại muốn làm bông tai bông chân gội đầu massage. Ráng làm cho giỏi ngồi ngoại thực. À, không ngoại bo. Dắt ngoại đi. Để con dắt ngoại đi ha. Mà nhớ dắt ngoại đi như công chúa. Vô luôn, vô luôn. Nè, nghỉ ngơi đi nghe chưa. Cái đầu của mấy người chưa có lành đâu. Ráng đi làm rồi tưng tưng man man. Mai mốt ai lo cho mấy người? Thì em lo. Mà em tha thứ cho anh à? Anh có lỗi gì đâu mà tha thứ. Tại em hiểu lầm thôi mà. Em xin lỗi nha. Hôm trước ngoại có nói cho em nghe rồi. Anh tổ chức tiệc mà Linh phá đám. Vậy lần này em đồng ý với anh nha. Con nghe nè mẹ. Ngoại, ở với con vài bữa nữa đi. Trời ơi, ở sao nổi ở. Ở đây tôi nhớ ruộng, nhớ giường chứ đó chịu không có nổi. Chứ làm sao mà đua đòi cuộc sống nổi với tụi con. Nói chơi vậy chứ ở dưới quê quay vậy chứ tôi thoải mái quen rồi. Muốn đi đâu đi, xung quanh là gió mát. Còn ở đây suốt ngày cứ nhốt tao trong cái phòng. Mở máy lạnh rồi nó ngột ngạt chịu không có được. Thôi để ngoại về, vài bữa rồi ngoại chỉ lên ngoại thăm nha. Má, ăn con hả? Má về dưới đó sao con không yên tâm chút xíu nào đó. Thôi giờ má ở Sài Gòn không có quen gì. Thôi má qua bển với con đi. Ý trời ơi, vậy còn giết tao mạnh hơn nữa. Thôi. Thì thôi. Thì thôi mà. Con hứa với má, con sẽ qua bển, con sắp xếp mọi chuyện cho ổn thỏa rồi con quay về đây. Con về dưới quê con ở với má. Ôi con ơi, về quê làm ruộng với má luôn. Con cái đó phải coi lại, má ơi không có làm được.
không có làm ruộng được. Dốc. Thôi đi hen. Dạ. Đi. Suy nghĩ đi ha. Dạ dạ dạ. Thôi để má đưa bà ngoại ra bến xe. Đi nha bà ngoại. Ấy chậm chậm mà kéo tao dữ vậy. Ồ. À, Linh sao rồi anh? À, Linh về tới bên Úc rồi. Mà mọi người yên tâm, vì có mẹ anh đi theo mà. À, anh xin thay mặt Linh xin lỗi hai người. Ủa? Đi đâu vậy? Tôi xuất phát từ đâu thì bây giờ tôi trở về nơi đó thôi. Tôi phải về lại với cội nguồn của tôi thôi. Hôm nay là ngày chia tay. Tôi biết mọi người lại sẽ buồn lắm. Nhưng mà không sao đâu. Một mình tôi tự lo được mà. Không cần mấy bồ tiễn đâu. Chào mấy bồ tôi đi. Tôi xúc động quá thôi. Trước khi đi tôi có thể ôm mấy bồ lần cuối được chứ. Tôi xúc động quá thôi. Trước khi đi tôi đi. À, cửa đây. Chào mấy bồ. Ở lại mạnh giỏi. Sao không chạy theo đi? Sao anh không chạy? Của anh mà. Cảm ơn nha. Cách đây chục năm, khủng hoảng kinh tế Mỹ mà còn không triệt được mình, thì bây giờ á, cái con trùng number one đó thì làm gì được mình chứ. À, chị Một. Ủa, trời ơi, chị Kim, ngồi đây. Trời đất ơi, nói nghe, con nhỏ em gái của chị đó, nó bên Chicago giờ nó qua đây rồi, phải không? Đưa nguyên đại gia đình qua đây đúng không? Đúng rồi. Dắt đến đây, tôi take care cho. Chất lượng ở đây là đảm bảo luôn. Số 1. Trời ơi, đâu có gì cài dữ vậy. Trời đất ơi, qua biểu coi. Trời ơi, ai cho con ăn mì ở đây vậy? Hả? Muốn ăn thì xuống bếp mà ăn. Hôm qua mày ăn mì ở nhà mày đổ cái nước mì vô trong thùng rác mà tao chưa nói đó. Đi vô trong. Trời đất ơi, nhớ, nhớ. Có khách cơ. Đặc biệt còn cái thằng đặc biệt. Lâu lắm rồi mới có khách á. Đặc biệt còn đó mà đặc trữ nữa đó. Jennifer. Ôi ôi, ai cho mày gọi điện trong giờ làm việc chị? Jennifer. Riết rồi tụi bay muốn leo đầu tao ngồi luôn hả? Không mày. Chị Kim. Vậy mà chị nói tiệm nail của chị là chất lượng số 1. Tôi mệt mỏi lắm rồi đó. Cái tiệm nó mất khách, mất thợ, tôi quá đau khổ rồi. Bây giờ á, mấy người còn hùa nhau đang mà phá tôi hay sao vậy? Có, xin lỗi cô một. Không phải, tại tiệm ế quá cái tụi nhỏ nó mới. Thanh đừng có binh tụi nó. Hả, mỗi lần đụng tới thợ của anh là anh binh, là binh chầm chập luôn. Rồi đứng gì nữa hả? Xin lỗi cô một, xin lỗi chú. Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Hả? Bây giờ làm sao? Bây giờ tụi bay muốn tao quỳ xuống tao lại tụi bay, hay là tao quỳ xuống đây tao lại cô một? Hả? Tao quỳ, thôi để tôi quỳ xuống tôi lại. Anh làm gì vậy? Ai mượn anh quỳ?
Bây giờ anh đứng hoặc là anh quỳ á thì anh làm một lần một thôi ha. Anh đứng nhấp nhấp kiểu này tôi nói chuyện tôi mỏi miệng lắm. Đứng lên đi. Nói nghe nè, tôi biết là mọi người thương tôi cho nên mọi người mới ở lại với tôi để mà cùng tồn tại ở trong cái tiệm pin nail của mình. Nhưng mà làm nail á là vệ sinh là quan trọng, phong cách là quan trọng. Chứ bây giờ mọi người cứ như vậy nè, thấy không? Còn lợi có 3 đứa cộng với tôi là 4 đứa, đúng không? Làm riết như vậy ha, cháo trắng còn không có ăn chứ đừng nói là mì gói nghe. À, nói tới là câm họng hết trơn luôn vậy đó, không ai trả lời được, đúng không nào? Thì thôi bây giờ tôi thay mặt tụi nó tôi xin lỗi chị Một. Tôi hứa với chị Một á, là sẽ cùng với tụi nó thay đổi cái cách làm việc, cùng với chị vực dậy cái tiệm nail này. Nếu mà tôi làm không được á thì tôi cũng xin nghỉ luôn. Vậy ai cho anh nghỉ vậy? Hả? Thì tôi làm thấy không có tròn trách nhiệm mà tôi nghỉ luôn. Còn không tôi quỳ xuống tôi lại chị. Ai mượn anh quỳ? Tôi nói thiệt anh đó, cuộc đời tôi sợ nhất cái thế này của anh nha. Hả? Đụng tới anh đó là anh đòi quỳ. Mà quỳ mẹ nó đi, không quỳ. Cứ nhấp nhấp vậy nó khó chịu quá đi, quá nhiều. Anh đứng lên đi anh Trí. Đứng lên. Tại chị cản chứ nếu chị không cản thì nó cũng xuống. Thôi mà đứng lên giùm tôi đi. Dạ. Tôi nói nghe nè, anh không được quyền nghỉ. Anh là phải gắn chặt cả cuộc đời anh với tôi ở cái tiệm pin nail này, để tụi mình phải vực dậy cái tiệm của mình, cái chuỗi pin nail của mình. Anh đồng ý chưa? Dạ. Hai đứa nghe rõ chưa? Dạ nghe. Cùng nhau vực dậy cái tiệm nail này, hiểu chưa? Dạ. Cố lên. 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 Alo. Má ơi. Ôi ôi, má lo, má trông coi con happy giùm con đi. Con phải trở qua đây là bởi vì chuyện của tiệm nail đó. Thôi má ơi, má bỏ cái vụ trâu bò đẻ đái gì đi. Trời ơi, bây giờ quay trở lại vụ happy nè. Má biết sao không? Nó vậy chứ mà nó dại lắm. Trời ơi, ba cái chuyện tình yêu là nó chưa có rành đâu má ơi. Con không có tin là nó có bản lĩnh, cho nên thành ra con phải nhờ má nè. Trời ơi. Trời ơi, thôi được rồi, thôi để con nói chuyện với anh Lâm cũng được. Trời ơi, tiệm gì đâu chùa Bà Đanh vậy? Mình ta với ta là sao trời? Nghe nào giờ nghe chùa Bà Đanh giờ mới biết chùa Bà Đanh là ra sao. Quá trời quá đất khách khứa vậy chết rồi. 6:30 sáng. Trời đất ơi, tôi chết tôi rồi trời ạ. Giờ này mà ai mà đi làm nail trời đất ơi. Tự ta nói ta, tự ta mà trù ta ế vậy là sao trời. Về ngủ tiếp chứ làm ăn gì nữa. Alo. Trời ơi, con về chưa? Mày đi du lịch về chưa vậy Lâm? Hả? Ủa? Cô phải trở qua đây, cái chuyện của tiệm mà tao phải trở qua đây gấp rồi tao mới cần đến mày chứ. Mày phải lo cho con happy giùm cho cô. Mày me nó cho kỹ. Trời ơi, cái chuyện nhất là cái chuyện tình yêu giữa nó với thằng Phát á, tuyệt đối không có yêu đương gì nghe chưa. Mày hứa với cô nghe. Ừ, tao đang bị điên loạn bên đây nè. Jet lag 6 sáng ra mở tiệm nail nè Bình ơi. Rồi thôi vậy nghe. Trời ơi, không biết jet lag tới 1 tuần mấy mới xong quá. Má. Má. Gì? Con biến. Con biến đi dùng cái đi, mợ đang tính tiền con. Không nghe phải không? Không. Bên pin nail đang có biến đó. Khoan, đứng lại. Mợ nghe, mợ nghe. Chuyện gì bên pin nail? Mợ không biết điều gì hả? Không. Nè, mấy đứa xong chưa? Dạ, xong rồi. Tụi con á, phải làm sao cho cô Một nở mày nở mặt nghe không? Dạ. Ừ. Tôi biết rồi Khanh. Bây giờ tôi hỏi bà nè, bà muốn nặng hay muốn nhẹ? Tôi biết rồi.
Ê, đô của tôi là mạnh lắm đó nha. Ừ, thôi vậy đi, rồi. Dạ, tụi em chào cô. Cái gì chào cô? Chào cô là không khác gì coi thường khách, biết không? Tôi trẻ vậy mà nghĩ sao kêu cô. Dạ, tụi em chào chị. Chào chị gì mà cái mặt hầm hầm giống như muốn đánh tôi vậy? Thôi, chị ơi, hình như chị tới đây không phải để làm nail đúng không chị? Vậy là sao? Hả? Nè, lo mà chăm sóc khách cho tốt đi ha. Nè, nếu mà mấy người không muốn dịch vụ pin nail của mấy người á ha, sáng giá nhất rừng rừng trên mạng á ha, thì mấy người phải lo mà chăm sóc khách đó cho đàng hoàng một chút, biết chưa? Hả? Tụi con, né qua coi. Dạ. Dạ. À, chào chị yên tâm đi, bây giờ chị muốn cái gì á là tụi tôi cũng rắp nghe theo hết trơn á, chiều khách mà. Thôi mời chị ngồi. Nè, uống miếng nước đi cho nó hạ quả. Khách hàng là thượng đế nghe tụi con. Dạ. Trời đất ơi, cái gì vậy? Trời đất ơi, bộ muốn giết người hay gì? Muốn kiếm chuyện phải không? Jennifer. Dạ. Khách hàng là thượng đế. Dạ. Em, mai mốt em uống á, em phải kiểm tra trước coi nó còn nóng không, rồi em mới thổi nó nguội rồi mình mới uống, chứ đừng có hấp tấp ham ăn hốt uống kiểu đó, nó lột lưỡi là phải rồi. Có sao không em? Không có sao. Mà nè, nãy anh mới nói câu gì á, câu trước cái câu này nè. Khách hàng là thượng đế. Ờ, à, đúng rồi đó. Mà thượng đế là giống như là trời vậy đó, phải không? Đúng không? Mà trời rồi thì muốn cái gì cũng được, phải không? Nè, tôi nói anh nghe nè. Bây giờ á, tôi muốn anh á đuổi cổ cái con mập này đi. Ê, ủa nói ai mập vậy? Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi muốn anh đuổi cổ cái con mập này đi. Nãy giờ nhìn nó. Trời ơi trời. Alo. Dạ, anh, bây giờ anh đã cho tiệm một cơ hội rồi, hứa với anh luôn. Trời ơi, kỳ này tôi training tụi nó rất là kỹ luôn ha. Nhân viên bây giờ là thân thiện nè, chu đáo nè, và rất dịu dàng với khách. Anh yên tâm, thank you anh nha. Trời ơi, đánh tôi kìa trời. Trời ơi, đánh khách rồi. Ui dạ, con bị điên hả? Con có muốn police cầm đầu không? Nó nói con mặt kìa. Tôi không biết, tôi sẽ thưa police. Em ơi, em có sao không? Đau lắm không em? Mai mốt em nói em phải lựa lời nghe. Em nói như vậy là động lay xây hòn đó em. Thôi anh Trí. Em, sorry em. Tôi không biết, tôi sẽ báo police. Thiệt không con? Thiệt mà. Bây giờ anh dày nha, chắc chắn bà phải sang tiệm pin nail. Bà phải chứng kiến cái mặt bà một của bà giận dữ như thế nào. Đã lâu lắm rồi mà không bao giờ thấy bà giận dữ. Đi con. Đi mà. Đi. À, khoan đã. Không được. Khoan vui gì mà? Con kể là bây giờ cái tiệm nó rối tung lên. Đúng thật. Rồi bà một bà nổi điên lên. Trời ơi, bà giận mà hắn trào máu luôn á mà. Rồi nhân viên khóc ròng. Ừ. Bây giờ mở bang sang. Mày lỡ bà nổi điên lên. Trời ơi, bà làm gì mà thì sao? Làm sao mà chịu nổi? Con nghĩ đi. Bà một, bà gấp 3 lần mợ. Bà thổi một cái là mợ bay đi liền. Không được con ơi. Không. Cái kế hoạch mà sang tay bà là không được rồi. Bây giờ phải làm sao ta? Làm sao giờ ta? Nhưng mà trời ơi, ta đứng ở đây rồi nghe ra vô vậy ta sốt ruột quá. Mợ phải chứng kiến cái cảnh đó mới được. Hay là con đi qua bệnh thám thính cho mợ, rồi về kể cho mợ nghe, được không? Thôi đi mợ. Cái tiệm nó ghét con như quỷ, nó ghét con hơn mợ đó. Trời, mày ai mà không ghét? Ơ? Mày là cháu tao còn ghét chứ nữa là người khác. Chứ bây giờ phải làm sao? Con có cách này. Có cách hả? Bây giờ á, mấy người có muốn nói cái gì á thì nói đi. Trời đất ơi, đứng mà gục mặt hết trơn hết trọi vậy. Dạ, con xin lỗi cô. Tại vì con kìm lòng không được. Con nghe đến hai chữ con mập là con sôi máu lên. Bởi vì con nghĩ đến cô. Dạ đúng rồi đó cô. Con làm việc ở chổng á, mà con nghe tới hai từ con mập
con phóng ra đây luôn. Nãy mà cô không cản là con giết nó rồi đó. Dạ đúng rồi cô. Con nói thiệt với cô á, con cũng đâu có mập đâu. Mà con nghe hai từ con mập cái con tưởng con nóng máu kinh khủng luôn. Đúng rồi chị, tụi nó binh chị đó, nó binh chủ nó vậy đó, nó trung thành quá trời quá đất mà. Trời ơi, hồi nãy chị biết không, con quỷ đó vừa nói hai chữ con mập một cái trời tôi ướt rồi, ăn dễ sợ, tôi nhào rồi tôi nhai dễ sợ luôn á. Mập ăn hết của ông nội nó hay sao mà nó nói con mập. Anh Trí, anh nhìn nè, ốc ác tôi dựng ngược lên hết trơn trời. Tôi nói thiệt luôn á, tôi biết mấy người thương tôi nhưng mà cái kiểu như vậy là tôi tổn thương, tôi chịu không có nổi. Người ta vô người ta nói có một chữ mập thôi mà bốn cái miệng này đồ lại bốn cái chữ con mập thôi là tự nhiên tôi thấy tự nhiên tôi xuống tới đáy địa ngục. Sao vậy? Mấy đứa con á, mày mốt cấm tuyệt đối không bao giờ nói được con mập, nghe chưa? Nói con mập là xúc phạm. Thôi đi, từ nãy giờ ha, tính tổng cộng ra là mười mấy hai chục chữ con mập rồi đó. Bây giờ tôi nói nhiều nữa, 5.000 đồng hồi nãy mà tôi đập vô mỏ con nhỏ đó đó thì bolit mới không tới cộng đầu mấy người, đúng không? Giờ tôi chia đồng đều ra bốn đầu người đó, tính sao đó tính. Tháng này thôi, nội trong tháng này phải ói ngược trở lại cho tôi. Tao là 500 đó, còn 4.500 là chia cho ba đứa bay đó, 1.500. Mệt mỏi ghê á, binh. Mai mốt ai vô đây mà nói con mập, tao không bao giờ binh đâu. Con mập. Anh thôi đi được không? Dạ không có, trời tôi liệu. Thôi đi vô hết đi. Đi vô hết đi. Sao? Hai con thợ bên đó nó quê một cục luôn không? Còn cái ông lùn sao? Thiệt hả? Trời ơi, đã quá à. Kỳ này á, ông làm rất là tốt. Tôi thưởng cho ông thêm 100 đô, chịu không? Cướp. Mợ, biết chuyện gì không? Gì? Trời, cái ông khách VIP á mợ. Ông thất vọng bên Pinel cực kỳ luôn. Bên đó giờ quê một cục. Nhưng mà Khanh à, mợ nói con nghe, cái cách con hành xử bên tiệm Pinel như vậy mợ cũng không có thích đâu đó nha. Trời ơi, con có làm gì đâu sai đâu mợ. Thì mợ qua mợ coi là tình hình bên tiệm Pinel nó ra thế nào thôi. Tự nhiên tụi con gây rối loạn rồi thợ thuyền người ta quê như vậy, mợ thấy không có được. Trời đất ơi, lần trước mợ lấy thợ người ta qua tiệm mình, hai chuyện có khác biệt gì đâu. Tại vì lúc đầu mợ rối quá mợ mới làm như vậy, còn bây giờ thấy người ta lao đao làm như vậy thấy ác ác làm sao á. Chứ à, nay mợ có ăn chay sao hiền lành dữ vậy đó. Jennifer. Cô một. Chỗ này là cái tiệm nail, không phải là cái motel để mấy người vô đây ngủ nghỉ ăn giữa. Ok. Con xin lỗi. Tối hôm qua đi nhậu đúng không? Buồn ngủ. Không phải cô, tối con đi bữa tiệc chia tay độc thân với đám bạn của con nên con uống hơi nhiều chút. Ok, đi về nghỉ đi, không cần phải làm nữa, đi về nghỉ đi. Lỗi nhanh lên con Một. Thôi chị Một, nó lỡ con lần mà. Con Jennifer. Dạ. Vô rửa mặt đàng hoàng rồi thay đồ ra làm nè con. Dạ, con xin lỗi con Một, con cảm ơn chú, con xin lỗi con Một. Nhanh lên. Dạ em nghỉ đi. Ha, tiệm thì đang vắng, đang ế quá trời ế luôn, mà sáng sớm vô tôi gặp cái cảnh này làm sao mà vui ở trong lòng được. Rồi chừng nào tiệm mới đông trở lại được đây. Thôi. Anh á, lúc nào cũng thôi dĩ hòa di quý. Bây giờ nè, nhân viên của anh binh quá nhiều. Tôi nói thiệt á, bây giờ anh hỏi tụi nó đi, đứa nào làm được thì làm, ok, không làm được nghỉ. Trời ơi, sao dạo này tôi thấy chị hay nóng quá nha. Thôi, ngồi đi rồi tôi massage, tôi bấm huyệt chút xíu cho thư giãn nha. Ngồi đi, ngồi đây đi mà, quả quọ hoài. Đó, mình lâu lâu mình phải xả ra chứ bà cứ căng thẳng hoài chết đó bà Một nha. Được chưa, ngồi thoải mái để thư giãn này nọ, đó. Thấy không, vậy đó. Bà đừng có căng thẳng quá. Tôi nói bà nghe, mình làm tiệm nail á thì cũng giống như sàn chứng khoán vậy đó.
Bữa nay nó lên, ngày mai cái nó sập sàn. Đó, vậy đó. Lên xuống hoài vậy thôi à. Tôi cũng buồn lắm chứ bộ. Tối là tôi không có ngủ được. Thấp thỏm vậy. Thiệt. Ai nhai nhô. Ai nhai nhô. Đó. Trời ơi, ông mà hát được bài này tôi con ông. Tôi cũng tập hoài hát không có được. Tôi thích cái bài đó. Bật lên là cho có tiếng người, bà hiểu không? Chứ một mình á, mình suy nghĩ mình mệt mỏi. Ê, cái tay nghề của ông bữa nay tôi mới thấy nha. Ghê thiệt chứ, nãy tôi nhức đầu kinh khủng luôn á. Ông bấm mấy cái tôi đỡ liền luôn á. Trời ơi, tay nghề của tôi là không có ai chê được đâu nghe. Thấy nãy giờ tay đã đúng không? Ừ. Nè, phải thư giãn như vậy đi, nghe không? Chứ căng thẳng quá đó, dễ bị đột quỵ lắm nha. Hay là giờ như vậy, bữa nay mình nghỉ một bữa đi, tôi chở bà đi bác sĩ khám đi nha, khám coi nó làm sao ha. Đã quá đúng không? Trời ơi, tôi nói bà nghe, hồi đó đó tôi mới học đại học y á, năm thứ nhất á, cái ông thầy trưởng khoa bên y học cổ truyền dụ qua cái bên cái khoa đó, dụ quá trời luôn, tôi đâu có chịu đâu. Trời ơi, ê, đã quá à. Sao ông nói tiếng nào vậy? Sao ông trả lời tôi vậy bà? Ê, trời đất ơi, ngồi vậy mà ngủ được hả trời? Má ơi, không lẽ tôi đứng đây tới chiều tôi dịnh bả vậy sao trời? Trời đất ơi, mấy giờ rồi? Dạ sắp đến giờ đóng cửa rồi. Trời, sao không ai kêu tôi vậy? Trời ơi, anh Trí sao không gọi tôi vậy trời ơi? Nè, tiệm không có khách. Tôi thấy chị ngủ ngon quá, tôi kêu tụi nhỏ để chị ngủ một bữa cho nó thoải mái á mà. Ôi, công nhận á, ghê cái tay nghề của anh, ghê thiệt luôn á. Anh bấm làm sao tôi ngủ đờ rét luôn mà không biết mà ai mà rinh được tôi qua đây thật hay thiệt chứ. Trời ơi, bốn mạng này rinh một mạng này mới nổi đó trời ạ. Chú Chí, tay nghề của chú là số 1 nha. Hôm nào mà con mất ngủ là con nhờ chú bấm nguyệt nha. Trời ơi, yên tâm đi. Ta mà làm hả, không ai dám chê đâu nha. Ừ, chú Chí. Ê, trời, tự nhiên tôi suy nghĩ có một cái gọi là đường hướng kinh doanh mới cho cái tiệm nail của mình nè. Vậy hả? Vậy tôi nói ông nghe ha, mình thở ít thì mình làm theo kiểu ít. Ừ. Chính vì vậy á, tôi có một cái cách để mà kéo khách mà tiệm của mình sẽ đặc biệt hơn tất cả những tiệm nail khác. Chính vì vậy tôi đơn cử ông, tôi sẽ tiến cử ông. Bây giờ ông sẽ training cho tụi nó về cái phương pháp mà bấm huyệt với là y học cổ truyền đã thông kinh mạch của ông. Mình sẽ kết hợp, mình kết hợp luôn, khách vô đây vừa làm nail mà vừa bấm huyệt luôn. Đó, cho khách thư giãn luôn. Ông thấy sao? Yes. Mấy đứa sẵn sàng chưa? Trời ơi, nè cái tay của chú Chí hay lắm nha tụi con. Nãy mơn man xong lâu lâu cũng làm cái ót một cái là ngủ rồi nào không hay luôn á. Trời ơi, cái ngành chính của tôi là vật lý trị liệu Tây y. Còn ba cái bấm huyệt với massage là tôi biết sơ sơ thôi à. Trời ơi, khiêm tốn nha. Tôi thấy ông á là hơi bị khiêm tốn đó. Hồi nãy trong lúc mơ màng vô giấc điệp, tôi có nghe ông nói câu này. Ông mới vô năm thứ nhất trường y thôi mà cái ông trưởng khoa của y học cổ truyền đã qua bên dụ dỗ ông về phe của ông, đúng không? Mà ông không chịu về. Bởi vậy tôi quyết định rồi, lần này á, cái tiệm nail của mình gọi là có sống còn được hay không, có phát triển được hay không, có còn tồn tại được hay không là hoàn toàn do quyết định của người đàn ông có đôi tay vàng này. Vỗ tay mấy đứa. Yes. Chú ơi, chú ơi, chỉ cho con đi chú ơi. Chú ơi, chỉ cho con nha chú. Tôi chỉ học cho luôn con nha, nha chú. Tôi học luôn đó. Chỉ cho con
đi. Muốn chửi tao chửi. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Tin Tin. Rất hân hoan chào đón tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hàng ngày. Ngày hôm nay các bạn thấy trên bàn của Tin Tin gồm có những gì nào? Đây là xả, gừng. Còn đây, đây không phải là cơm nguội đâu nha, mà là muối hột. Tiếp theo Tin sẽ giới thiệu với các bạn công thức pha nước ngâm chân. Một nhánh gừng đi kèm với lại một muỗng muối hột. Các bạn nhớ nha, không được lộn đâu đó. Trời đất ơi trời, Trí ơi là Trí, mày nổ mần chi? Mày nổ mần chi mà bây giờ mày mang quạ? Trời ơi, trưởng khoa y học cổ truyền nào mà rảnh mà đi năn nỉ mày? Mày học lớp massage rồi bây giờ mày đi mày nổ. Đó, bây giờ mà bà một với tụi nhỏ mà nó phát hiện ra một cái là nhục mặt. Rồi bây giờ làm sao? Anh Trí, thôi tao mới đi cùng mày. Hô, hey, hô. Đứa lèm bèm gì mình ên vậy nè? À, có, tôi đang nghiên cứu lại cái cách giảng dạy cho mọi người. Đây. Chỉ cho tụi nó đi. Rồi. Nè tụi con, dạ. Đi ra chợ mua tất cả đồ mà thầy dặn tụi con mua đi, nha. Tụi con mua rồi. Trời ơi, lỡ phong lao rồi, tèo lao luôn chứ sao? Xanh căng quá vậy? Đâu có gì đâu căng. Trời ơi, nè. Mua đủ hết hả tụi con? Hết rồi. À, thôi giờ nha, phương pháp mà massage đó, ha, bấm huyệt đó là mình phải từ từ mình học sao. Cái bài học đầu tiên ngày hôm nay là thầy sẽ dạy cho các con là pha nước ngâm chân. Chúng ta có thể sử dụng gừng. Có gừng. Sử dụng muối. Có nguyên bịch muối. À, xả. Có xả. Và nước ấm. Nước ấm đầy nè, nó chế ra. Đó, đó. Bây giờ chúng ta sẽ pha. Không phải muốn pha là pha đâu nha. Chúng ta phải biết cách pha nước ấm. Thấy không? Bao nhiêu lượng xả, bao nhiêu lượng gừng, bao nhiêu lượng muối, nước ấm cỡ nào để không có phỏng giò. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu. Bài học đầu tiên, pha nước ngâm chân. Lẹ. Dạ. Chúng ta mỗi đứa một ghế rồi, cho con. Rồi, tụi con đi làm đi. Thầy. Trời ơi, ta nói à, cái tiệm pin neo này, cái tiền đồ của nó là trong đôi tay vàng của thầy đó nghe thầy. À, bà chị kêu tôi bằng thầy luôn hả? Chứ sao nữa, giờ tôi học luôn mà. Có cách nào kêu lại như cũ được không? Thôi cứ vậy đi, cho thầy có trách nhiệm. Má ơi, mày là tối qua mới học ở trên mạng, chứ không thôi giờ tiêu rồi. Mình cũng thông minh chứ bộ. Bài học đầu tiên pha nước ngâm chân đến đây là kết thúc. Bài học thứ hai là bài bấm huyệt lòng bàn chân. Thầy cần hai bạn, một bạn đóng vai người khách, một bạn đóng vai người thợ. Ai xung phong? Em người khách. À, mời bạn. Mời bạn một lên đây. À, bạn Jennifer, bạn sẽ đóng vai người thợ. Dạ. Mời bạn vào chỗ. Tất cả các con chú ý, lòng bàn chân con người có tổng cộng hơn 25 huyệt đạo. Mỗi huyệt đạo liên quan đến một bộ phận cơ thể con người. Ngày hôm nay thầy sẽ dạy cho các con bấm huyệt đạo lên thẳng não. Con đừng có bấm bậy bạ, thầy chưa chỉ mà con làm gì bóp bóp bấm bấm vậy. Trời ơi, đây nè, tất cả các con chú ý. Tụi con nhìn vô, rồi sau đó tụi con nhớ chỉ lại cho bạn một, nghe chưa? Một lát bạn một sẽ xuống đây để thực hành ha. Ủa vậy, vậy nguyệt nào vậy thầy? Nguyệt này là lên tới não. Chỗ này luôn. Ừ đó, từ từ. Rồi, bấm nhẹ nhàng thôi. Bạn khách, bạn cảm thấy thế nào? Nhẹ, nó bị khều khều. Con đừng có khều. Hỏi thầy á, bấm là nó phải làm sao mà nhấn nó vô chứ mày khều đó, khều. Thầy bấm sao thầy? Nè, ví dụ đó, mình bấm là đó. Đạm. Đó, thầy con biết là gì? Đây rồi. Chính xác chỗ này rồi á. Hiểu chưa? Dạ, hiểu rồi. Con phải bấm chứ con đừng có giống như con khựa ghẻ, hiểu không? Bấm. Con khựa, nó nhột mà nó quá ăn thua gì. Vậy là bạn phải bấm mạnh hơn. Dạ. Bạn bấm mạnh hơn thì bạn khách mới đã được. Mạnh hơn. Bạn thợ làm lại. Dạ. Bạn khách cảm thấy thế nào? Chưa.
bấm mạnh hơn nè. Mạnh hơn nữa. À, bạn thấy thế nào? Là sao sao á, nó không có cứ xì e vậy đó. Bạn thông cảm đi, tại vì số ký của bạn quá nhiều, cơ của bạn rất dày, và mỗi lần bạn đứng lên, bạn đi thì toàn bộ cơ nó dồn xuống đôi bàn chân. Chính vì vậy mà bạn thợ phải dồn hết tất cả các lực vào đôi bàn tay để chống trả lại với cơ của đôi bàn chân. Nhấn càng mạnh thì cơ nó càng chạy ngược lên tới não, như vậy mới gọi là liên quan đến não. Nào bạn thợ, bạn hãy dùng hết lực vào đôi bàn tay, nhấn thật mạnh vào bàn chân của bạn khách. Nào, 1, 2, 3.